Cách nói với chị với lại em đi đó, sớm ngày nào tốt thì nói. Thứ nhất là em muốn người đàn ông của em á hơi cao chút xíu, và đừng có lùn quá, đừng mập quá, hơi vừa vừa người, ăn mặc lịch sự dễ thương. Sở thích của em á là hả, hoạt bát vui vẻ, rộng rãi, dễ chịu. Em có nó chia sẻ với con, nói con ơi mẹ khổ quá à. Mẹ muốn tìm người, con có chịu không? Con không chịu rồi, mẹ nghe lời con liền á, mẹ ở vậy luôn. Con chị nói thì sao chị? Con cũng khóc theo em luôn. Con nói mẹ nói vậy hả? Con thương mẹ lắm, con nghe lời mẹ, mẹ kiếm người nào á? Con nghe mẹ kể với con còn nhỏ con không biết gì hết đó. Ba đừng đánh đập, đừng chửi mắng, đừng đậu, đừng nhậu xỉn này kia là được rồi mẹ. Chị á, là nhiều người thương chị lắm, nhưng mà tặng là nhỏ nhỏ, tặng là 30 mấy 40 không à. Chị muốn kiếm người là ví dụ có cái nhà mặt tiền đường, hay là có cái nơi cơ sở gì ở tiền đường để chị có buôn bán, chị khỏi có chạy đi Mướn đi sạp này ha. mướn sạp. Vậy là tìm một anh nào đó có căn nhà mặt tiền. Dạ. Nhà mặt tiền nhưng mà cái vị trí giống như nhà mặt tiền, ví dụ là ở tỉnh hay là phải là ở trung tâm quận nào không chị? Ở đâu cũng được. Ở Sóc Trăng được không? Xa quá thì Sóc chị Trăng không. xa quá à, tỉnh nào Sóc Trăng được. Sóc Trăng có anh Trinh 40 tuổi, con của bác Tư, cũng có cái sạp ở chợ ở dưới đâu Bạc Liêu gì đó. Xa quá, với lại anh 40 tuổi ấy, tại vì chị tặng là hả, từ cũng nhiều người thương chị tặng là nhỏ nhỏ không à, Dạ chị thích là lớn lớn để chững chạc, dạ với lại chị thích một người là đừng có ăn nhậu thì cũng ăn nhậu không có ai cấm, dạ nhưng mà đám tiệc hay là có gì đó, chứ còn mà bình thường mà mỗi ngày mỗi nhậu rồi về lằng nhằng chị không thích lằng nhằng, chị không thích mà về nhậu cái về lằng nhằng hả, cứ nói hoài có người chuyện nói hoài là chị không thích. dạ chị tìm một anh nào đó có căn nhà mặt tiền Đó. để mua bán, để kinh doanh. Vậy là ví dụ có một anh nào đó mà cái nhà mặt tiền ở nó không có, mà nhà trong hẻm rồi được không? Chị có nhà trong hẻm, chị có nhà mà. Vậy là không được ha, trong hẻm là không được, phải mặt tiền. Chị đang có nhà, chị cũng mới cất nhà. Dạ không, ý em hỏi á là ví dụ có anh nào đó nhà trong hẻm chị đồng ý không, hay là phải mặt tiền mới được? Đó thì cũng tùy hên xui thôi, ví dụ có người đó cũng về đồng lòng với chị thì có, còn nếu mà có cái nhà mặt đường thì chị mở quán mở tiệm, chị bán buôn Ước bán thì nó dễ mơ hơn là tìm ở nhà mặt tiền cao hơn ha chị ha. đó, thì đó thì ở đó mình buôn bán thì cũng gần gũi với nhau cũng đỡ được đó, chứ còn chị có nhà chứ chị cũng mới cất nhà. Còn nếu như là anh nào anh không có nhà luôn thì sẽ ảnh thương chị thì sao chị? Với nhà hả thì chị không có chịu, tại vì buôn bán là chị muốn kiếm người là ví dụ có cái nhà mặt tiền đường, hay là có cái nơi cơ sở gì ở tiền đường để chị có buôn bán, chị khỏi có chạy đi Mướn đi sạp này ha, mướn cái này chia sẻ thật lòng nhé. sạp. Rồi vậy là hy vọng là có anh nào có căn nhà mặt tiền để kinh doanh, còn nếu như không có nhà thì Với nhà hả chị không có chịu, chứ còn nếu mà không có nhà mà về hả mà chị không có chịu. em thí dụ có anh nào ảnh đi làm thợ hồ và lương cao lắm á, thợ hồ và lương 500-600 ngàn ngày đó, lặng tháng mười mấy triệu bộ, thấy không, thu nhập cao lắm á. Ví dụ có anh thợ hồ nào mà anh tìm hiểu chị thì chị có chấp nhận không? Nó còn không có anh chú Là sao chị mới chia sẻ, chị chia sẻ thật lòng thì quý anh xem qua mới hiểu được mình, thấy không. Ví dụ đi chị chấp nhận thì chị nói chấp nhận, không thì chị nói không, để có những anh xem qua đó chị, người ta mới hiểu được mình tìm một người bạn như thế nào thích hợp với mình, để mấy anh liên lạc về chương Nói trình. chung vậy đi, bây giờ chị kia kiếm ngày nào thì kiếm, chị ước mơ chị có cái hả là kiếm có cái nhà mặt tiền đường để chị, còn nếu mà có cái nhà mặt đường thì chị mở quán mở tiệm, chị bán buôn bán thì nó dễ Ước mơ hơn là tìm ở nhà mặt tiền cao hơn ha chị ha. đó, thì đó thì ở đó mình buôn bán thì cũng gần gũi với nhau cũng đỡ được đó, chứ còn chị có nhà chứ chị cũng mới cất nhà. Bây giờ chị kia kiếm ngày nào thì kiếm, chị ước mơ chị có cái hả là kiếm có cái nhà mặt tiền đường để chị mở quán mở tiệm, chị bán để chị mở quán rồi chị bán á, chị muốn bán ở nhà, tại vì chị muốn bán mấy chục năm rồi, Vậy là giờ thay tại đổi, vì bây giờ đó chị thay muốn đổi. bây giờ thay đổi ý kiến, như là quyết định là phải chọn căn nhà mặt tiền đúng không? Dạ Rồi, vậy là nhà trọ là không chịu đúng không?
Chịu không? Chị Vân chia sẻ thật lòng á. Nhà trọ chịu không? Không. Không, đó, chị đi, đi cho quý anh hiểu. Dạ. Cũng cảm ơn em Nghĩa và anh Phúc. Dạ. Cũng kết nối với chị với lại em đây. Dạ. Sớm, ngày nào tốt thì mấy. Dạ. Em Phúc kết nối yêu thương gửi lời chúc thân thương quý vị khán giả xem video trong ngoài nước. Lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, em chào hai chị. Dạ. Dạ. Chào. Chào anh. Dạ cảm ơn hai chị hôm nay đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương Mình Em. Em mời hai chị giới thiệu gửi đến quý vị khán giả thân mến. Chị tên gì, từ đâu đến, năm nay chị được mấy mươi ạ? Dạ thưa anh Phúc, em tên là Khánh Linh ạ. Dạ, em Linh. Tới từ Bình Dương, Lá Thiêu. À cũng gần đây, Lá Thiêu gần đây cách đây mấy cây hả chị Linh ha? Dạ em sinh năm 16 tây tháng 10 năm 1984. Và tuổi Tý ha. Là tuổi Tý. Chị giới thiệu thêm giúp giùm em tình trạng hôn nhân gia đình của mình á. Dạ, hôn nhân gia đình của em á, thì nó nhiều trắc trở và bi kịch lắm, đau thương lắm, đầy nước mắt nữa. Nhưng mà được lên chương trình của anh Phúc vậy á, thì em rất là cảm mến anh Phúc mà cũng cảm mến chương trình, cảm mến bà con khán giả mà không dám rơi nước mắt, mất công ngại cái lời nói. Cho nên thành thử đau khổ lắm. Tại vì em có một đời chồng lỡ vợ, gái lớn lên á, thì cũng hay bị yếu mềm, bị dụ. Rồi hứa hẹn là cưới hỏi này kia nọ, cha mẹ đi đến này kia, nói chung là hứa đủ thứ hết á, đủ điều hết á. Rồi em mới dạ dột rồi có con cái, rồi giờ khi mà sanh con ra thì kêu phá thai. Em mới nói thôi nếu anh kêu phá thai á thì thôi vậy em để em nuôi con. Thì thế là chồng em cho em một chặng đòn rất là tơi tán luôn á. Nó đến nỗi mà em muốn tới pháp luật để thưa kiện mà em làm không được. Em sợ gây rắc rối với cha mẹ nữa. Tại vì mình ngu mình phải chịu đòn. Cái thời điểm đó anh với chị có kết hôn không? Dạ không có kết hôn, cũng hứa hẹn dữ lắm. Dạ. Em cũng đang hy vọng vậy. Vậy là anh với chị là trong thời gian đó hai anh chị là sống chung được bao lâu? Dạ sống hồi lúc em 19 tuổi. Dạ. Khi em 20 tuổi có con rồi mà em không có biết có thai nữa. Khi đi khám, mẹ kêu khám biết là mới biết được tháng rưỡi. Đẻ con được 2 tháng là ảnh bỏ đi tới giờ. À có nghĩa là sanh con được 2 tháng là bỏ đi tới giờ. Dạ. Năm nay con của mình được bao nhiêu tuổi rồi chị Linh hả? Dạ sinh 2004, 19 tuổi. 19 tuổi rồi. Dạ. À, từ cái thời điểm mà 19 năm nay đó là khi mà chị với ông xã chị là chia tay đó, là mình có bước thêm bước nào nữa không chị? Dạ thưa không ạ. Dạ thưa không. Dạ không bước thêm bước dạ, nào. Dạ em ở vậy em nuôi con cho tới 19 20 năm nay luôn. Dạ. Hiện tại giờ là mình ở trên Lá Thiêu là nhà mình, trên đó là ở cùng với mẹ chị. Dạ em ở nhà trọ của mình em, tại vì mẹ mà biết chỗ mẹ quậy dữ lắm. Dạ. Là sao mà mẹ biết chỗ mẹ quậy là sao? Là tại vì ba mẹ không có hợp nhau rồi bỏ nhau á, rồi mẹ có cái tánh là hả coi ai giàu là gả, còn không nghe lời là quýt đập. Là mẹ chị hả? Dạ mẹ em á. Nên là không ở chung mẹ ở nhà. Dạ chỗ. Không ở chung. Hồi đó chồng em cũng là do mẹ đứng ra mẹ ép á, chứ em cũng không muốn thương anh này. Dạ rồi hiện tại giờ chị ở cùng với con chị không? Dạ ở cùng với con. Dạ, dạ. Cháu còn đi học không chị hả? Dạ nghỉ học rồi, học lớp 2 là nghỉ tới giờ luôn. Rồi cháu đang làm công việc gì chị? Dạ công việc giúp việc nhà đi phụ chú mẹ với em nè. À, hai dạ hai mẹ con đi làm công việc lao động tự do ha. Dạ lao động tự do, rửa chén rửa quán cơm lật rau. Dạ con vợ cùng với chị. Dạ chị Linh ơi, thông qua chương trình ngày hôm nay nếu như là sau khi em đăng cái video đó thì có anh nào tìm hiểu chị mà biết đâu hợp đó, thì chị có dự kiến là anh với chị sau này là ở nơi nào, rồi con thì sao, khi mình bước thêm bước nữa rồi con mình sao, mình có dự kiến gì chưa? Dạ em có dự kiến thưa với anh Phúc là nếu em gặp được người nào mà chi âm chi kỹ mà thương em thật lòng á, thứ nhất á là đừng có quýnh đập em, dũng vụ bia này kia chửi mắng đánh đập con cái vợ con. Rồi cái thứ hai nữa là thương em hạnh phúc với em cái quãng đời còn lại, tại em cực khổ nuôi con từ hồi 1-2 tháng tới giờ. Dạ, ý em hỏi là khi mà chị bước thêm bước nữa là cái dự kiến con của mình sao, tại con mình gái năm nay 19 tuổi là rồi ví dụ là chị đi the đi ở bên phía chồng rồi con thì sao? Dạ con đi theo luôn. Là ý của chị là tìm một người yêu thương của mình nhưng mà anh nào cũng phải là chấp nhận cho chị đem con theo. Ví dụ mà anh đó anh không chấp nhận đem con theo là sao? Dạ em không thương, tại vì con em đó là giọt máu. Chồng của em còn kêu bỏ, em không dám phá, em bỏ. Mà dạ có nghĩa là nếu mà anh nào đồng cảm với chị
yêu thương chị, thì cho phép chị đem con theo ở cùng. Dạ. Với bạn là con chị 19 tuổi rồi, cháu cũng tự lo được chị ha. Dạ, nhưng mà con em còn khờ lắm anh Phúc ơi. Dạ. Dạ, nó hiền, nó ngoan lắm, dễ thương lắm. Dạ. Dạ. Nó biết làm giỏi, kêu gì nó làm hết á. Dạ. Ngoan lắm nhưng mà nó khờ lắm. Dạ, em đi đâu mà em cũng hay lo con heo. Thậm chí hả, có chịu chỗ người ta không mướn con em làm á, em đi em phải phá cửa hoài, em sợ người ta hiếp dâm con em á. Vậy đó hả? Dạ. À, cảm ơn chị Linh hôm nay đến với chương trình chia sẻ. Dạ. Bày tỏ về bản thân của mình. Dạ. À, cố gắng lên, cũng đừng xúc động quá chị ha, mọi việc rồi cũng sẽ trôi qua. Dạ. À, mình chọn một người bạn đời của mình để đi hết mỗi ngày còn lại. Dạ. Cái độ tuổi khoảng bao nhiêu để phù hợp với chị ạ? Dạ, thì cái càng lớn tuổi thì lại càng chững chạc hơn, nhỏ quá thì ta không có lập trường, ta cứng. Dạ, ta không suy nghĩ tới, theo em cùng lớn tuổi cũng được. Theo chị Linh là dạ, khoảng độ bao nhiêu tuổi là hợp với chị? Chắc cỡ 45, 46 cũng được, hay 50 cũng được. À, có nghĩa là từ 45 cho đến khoảng 50 hả chị Linh ha? Dạ. Nói chung là tuổi đó cũng chênh lệch chỉ mấy tuổi chứ nhiêu đâu. Dạ, chính là 40 rồi. Dạ, có dạ, gì mốt mình về mình khờ khạo khạo ngu người ta dạy lên mình. Rồi. Dạ. À, cái độ tuổi thì từ 45 cho đến khoảng 50 hả chị Linh, là người bạn đời của mình. Cái dạ, tính cách người bạn của chị là cái tính cách như thế nào để phù hợp với chị? À, chị chia sẻ là quý anh mới hiểu được mình ha. Dạ. Rồi em mời dạ, chị. Tính cách là em thích là dễ dãi, bản tánh dễ, đừng khó. Ờ, vợ con muốn làm gì làm. Rồi muốn làm sao mà miễn gọn tâm tức là được rồi. Đừng có khó khăn, đừng có dễ. Dạ. À, như chị thì công việc làm mình tự do. À, chị Linh có sở thích một người bạn đời của mình làm cái công việc gì là theo sở thích của chị, cái công việc làm đó? Dạ, công việc làm sao thì ý muốn của chồng cũng được, mà miễn là có công nghề nghiệp, chứ đừng có làm long đong mà không có lo vợ con được. À, bản thân còn không lo được sao lo vợ con. Nói chung là dạ, làm công việc gì làm đừng có vi phạm là việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là để có cuộc sống gia đình hạnh phúc, vợ con là điều gì cần hả chị ha? Dạ. Dạ, chị có thể mô tả cái mẫu hình như thế nào đó là sẽ là phù hợp với chị để dạ, quý anh tự tin liên lạc vào chương trình. Dạ, chị hiểu hả chị ha? Dạ. Em mời chị. Dạ, em thứ nhất là em muốn người đàn ông của em á hơi cao chút xíu. Dạ, đừng có lùn quá, đừng có mập quá, hơi vừa vừa người, ăn mặc lịch sự dễ thương. Dạ, ở nhà mặc sao cũng được á, mà đi tiệc tùng mà phải mặc tôm tất, áo sơ mi, quần tây hoặc quần kaki. Dạ, để người ta cười, con vợ không biết lo. Dạ vậy ha, nói dạ, chung là sao mà dễ là dễ dạ, nhìn dễ nhìn đó là yêu thương liền. Sở thích của em á là hả, hoạt bát vui vẻ, rộng rãi, dễ chịu, em đi đâu ai cũng mến, cũng dễ chịu lắm. Chắc mất ướt quá thấy người hai dạ đúng rồi em nói mắt là mất ướt ha. Dạ, ai mà kể gì xúc động dạ, là lát em khóc như mưa luôn. Dạ, dạ. À, chị Linh cho em hỏi là hôm nay đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương đó, à, những ngày gần đây chị có nguyện vọng đến chương trình, có bao giờ mà chị chia sẻ với con chị là chị đến để tìm lần nữa yêu thương, hay dạ, là con chị động viên chị bước thêm bước nữa không? Dạ thưa có à, anh Phúc ơi, em có nó chia sẻ với con, nói con ơi mẹ khổ quá à, mẹ muốn tìm người, con có chịu không? Con không chịu rồi, mẹ nghe lời con liền á, mẹ ở vậy luôn. Con chị nói thì sao chị? Con cũng khóc theo em luôn. Con nói mẹ nói vậy hả, con thương mẹ lắm, con nghe lời mẹ kiếm người nào á, con nghe mẹ kể với con còn nhỏ con không biết gì hết á, ba đừng đánh đập, đừng chửi mắng, đừng đậu, đừng nhậu xỉn này kia. Dạ, là được rồi mẹ. Dạ, cảm ơn chị Linh. Dạ. À, chị Linh cho em hỏi hôm nay chị Linh đi với một chị gái mặc cái áo đen đó. Dạ. À, sao với chị à? Dạ, này là dạ xin thưa với anh Phúc, này là chị em Kết Nghĩa. À, dạ. Hai chị em ở gần nhà luôn không? Dạ. Người ở Bến Tre, người ở Nhị Bình. Dạ, em chào chị. À, dạ, chị giới thiệu giúp em á là chị tên gì và năm nay chị được mấy mươi, từ đâu đến để em gửi đến quý vị khán giả thân thương giùm em ha. Em mời chị. Trước thì chị cũng chào Kết Nghĩa. Dạ. À, chị cũng chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Chị tên Ngọc Trương, sinh năm 1968, là chị là 55 tuổi. 55 tuổi. Dạ. Chị là ở Nhị Bình, còn Linh thì ở Đất Hiêu. Dạ, giờ cũng cách nhau mấy cây hả chị ha? Mấy cây. Chị Hương có thể giới thiệu giùm cho em đó à, tình trạng hôn nhân gia đình của mình để gửi đến quý vị khán giả thân thương giùm em ha. Chị là cũng có gia đình mà chị được hai cháu.
Đứa lớn thì trả rồi, còn đứa nhỏ thì được hai mấy tuổi rồi, cũng có công ăn việc làm. Dạ. Mà ông xã thì chị thì chết rồi. Ông xã chị mất lâu chưa? Mất được 1.5 năm rồi. Dạ. Nhưng mà trước khi lúc mà chưa mất á là chị đã ly dị là được 10 mấy năm rồi. À, có nghĩa là ông chị với ông xã chị là ly dị cách đây 10 mấy năm rồi. Nhưng mà ông xã chị thì mới mất đây khoảng năm mấy thôi. Nhưng mà chị vẫn đi vậy rồi, không có ở chung, nhưng mà mất rồi thì chị cũng đem về nhà chị làm hậu sự. À, có nghĩa là ly dị là ở riêng. Nhưng mà lúc mà mất là để chị đưa về nhà chị lo đám tang đám tiệc. À, chị cũng quý quá ha, cũng còn cái nghĩa tình ha chị Hương ha. Rồi giờ chị nhận thờ ảnh luôn. Dạ. À, chị Hương ơi, cho em hỏi là cái thời điểm mà anh với chị ly dị là cách đây hơn 10 năm đó, là mình có bước thêm bước nào nữa không chị ạ? Không. Ở chị nuôi lo cho con luôn ha. Là hiện tại giờ là nhà chị ở với thành phố luôn, nhà chị đó là sao chị? À, nhà chị ở Hóc Môn là cũng là thành phố, nhà chị luôn. Dạ, là chị đang ở chung với con là ở mình? Ở chung với thằng trai, còn đứa gái thì có gia đình, nó cũng có tiệm, nó cũng có chị cũng mở tiệm cho nó đó. Dạ. Nó làm á. Dạ. Nó cũng có tiệm riêng, nó cũng có gia đình rồi. Dạ, cái công việc làm của chị Hương là hiện tại làm việc gì? Chị buôn bán tại nhà hay sao chị? Buôn bán chợ lấy tiêu á. Ồ, vậy đó anh, cái nó gần đây thôi. Thì đó thì bên Hóc Môn thì băng qua cái cầu Phú Long là tới chợ tiêu rồi. Mình bán hàng gì chị? Chị bán quần áo. Dạ, thời trang ha. Bán có sạp đó hả, chạy chợ hả chị? Chị mướn sạp thôi. Mướn sạp bán. Có bán đồ nam không, nam lên mua ủng hộ. Chị bán đồ nữ không à, chị bán buổi chiều. Dạ. Tại vì buổi sáng người ta bán đồ á, chị chỉ mướn người ta buổi chiều thôi. Dạ. Đó. Ồ, hôm nay là chị Hương đến với chương trình đó, cho em để xin được phép được hỏi là chị Hương đến với chương trình để bày tỏ bản thân hay là đi đến để ủng hộ chị Linh tìm bạn? Chị cũng bày tỏ bản thân, chị cũng kiếm một nửa dạ phần còn lại của chị. Dạ, cảm ơn chị. Chị 55 tuổi thì mình để mình tìm một cái người bạn mình cái độ tuổi khoảng bao nhiêu để phù hợp với chị, theo sở thích của mình? À, chị kiếm hả chừng khoảng chặng tuổi chị với lại hơn chị khoảng 60 sáu mấy cũng được. Dạ. Chứ còn nhỏ thì chị không thích, tại vì dạ. chị á, là nhiều người thương chị lắm, nhưng dạ. mà đàn là nhỏ nhỏ, đàn là 30 mấy 40 không à. Dạ. Chị không có chịu. Dạ, có nghĩa là chị năm nay 55 là chị tìm khoảng chừng từ bằng tuổi gì là 55 cho đến 6 mấy hả chị ha? Ờ, đó. Dạ. Rồi, như hiện nay là chị đang mua bán quần áo là kinh doanh, thì chị thích một người bạn của mình làm cái công việc gì, kinh doanh giống như chị hay là làm việc gì cũng được? Làm việc gì cũng được, nhưng mà miễn sao có thu nhập là hai vợ chồng sống nó đỡ. Chị muốn kiếm người là ví dụ có cái nhà mặt tiền đường hay là có cái cơ sở gì ở đường để chị có buôn bán, chị khỏi có chạy đi mướn sạp nữa ha. Mướn sạp, tại vì chị mướn sạp người ta không có cho đồ, người ta không có cho chị gửi đồ, chị phải chở đi chở về nó nặng nề lắm, chị phải cần có là, vậy là tìm anh nào đó có căn nhà mặt tiền. Dạ. Nhà mặt tiền, nhưng mà cái vị trí giống như nhà mặt tiền, ví dụ là ở tỉnh hay là ở trung tâm quận nào không chị? Ở đâu cũng được. Ở Sóc Trăng được không? Xa quá. Sóc Trăng xa quá à, tưởng là Sóc Trăng được. Sóc Trăng có anh Trinh 40 tuổi, con của bác Tư, cũng có cái sạp ở chợ, ở dưới Bạc Liêu vậy đó. Xa quá, với lại anh 40 tuổi chị không có chịu, tại vì chị tặng là hẳn từ cũng nhiều người thương chị Tăng là nhỏ nhỏ không à. Dạ, chị thích dạ. là lớn lớn để chững chạc. Dạ. Với lại chị thích một người là đừng có ăn nhậu thì cũng ăn nhậu, không có ai cấm. Dạ. Nhưng mà đám tiệc hay là có gì đó, chứ còn mà bình thường mà mỗi ngày mỗi nhậu rồi về lằng nhằng, chị không thích lằng nhằng. Chị không thích mà về nhậu cái về lằng nhằng hả, cứ nói hoài, có người chị nói hoài là chị không thích. Dạ, chị tìm một anh nào đó có căn nhà mặt tiền. Ừ, để mua bán, để kinh doanh. Vậy là ví dụ có một anh nào đó mà cái nhà mặt tiền ở không có, mà nhà trong hẻm rồi được không? Chị có nhà trong hẻm, chị có nhà mà. Vậy là không được ha, trong hẻm là không được, phải mặt tiền. Chị đang có nhà, chị cũng mới cất nhà. Dạ, không, ý em hỏi á là ví dụ có anh nào đó nhà trong hẻm, chị đồng ý không hay là phải mặt tiền mới được? Đó thì cũng tùy hên xui thôi, ví dụ có người đó cũng về đồng lòng với chị thì còn nếu mà có cái nhà mặt đường thì chị mở quán, mở tiệm, chị bán buôn bán thì ước mơ dễ hơn. Ước mơ là tìm ở nhà mặt tiền cao hơn ha chị ha. Đó thì đó thì ở đó, mình buôn bán thì cũng gần gũi với nhau cũng đỡ được. Đó, chứ còn chị có nhà chứ chị cũng mới cất nhà.
Còn nếu như anh nào anh không có nhà luôn thì sẽ ảnh thương chị thì sao chị? Với nhà hả, thì chị không có chịu, tại vì con bán là chị muốn kiếm người là ví dụ có cái nhà mặt tiền đường hay là có cái cơ sở gì ở đường để chị có buôn bán, chị khỏi có chạy đi mướn sạp nữa ha. Mướn sạp. Cái này chia sẻ thật lòng nhé. Yeah. Rồi vậy là hy vọng là có anh nào có căn nhà mặt tiền để kinh doanh. Còn nếu như không có nhà thì với nhà hả, chị không có chịu. Chứ còn nếu mà không có nhà mà về hả, mà chị không có chịu. Em thí dụ ha, ví dụ có anh nào ảnh đi làm thợ hồ và lương cao lắm á, thợ hồ và lương 500-600 ngàn ngày đó, lặng tháng mười mấy triệu bộ, thấy không, thu nhập cao lắm á. Ví dụ có anh thợ hồ nào mà ảnh tìm hiểu chị thì chị có chấp nhận không? Nó còn không có anh chú. Là sao? Chị mới chia sẻ, chị chia sẻ thật lòng thì quý anh xem qua mới hiểu được mình. Nếu không, ví dụ đi chị chấp nhận thì chị nói chấp nhận, không thì chị nói không. Để có những anh xem qua đó chị, người ta mới hiểu được mình tìm một người bạn như thế nào thích hợp với mình để mấy anh liên lạc về chương trình. Nói chung vậy đi, bây giờ chị kia kiếm ngày nào chị ước mơ chị có cái hả, là kiếm có cái nhà mặt tiền đường. Để chị còn nếu mà có cái nhà mặt đường thì chị mở quán, mở tiệm, chị bán buôn bán thì ước mơ dễ ước hơn. Mơ là tìm ở nhà mặt tiền cao hơn ha chị ha. Đó thì đó, thì ở đó mình buôn bán thì cũng gần gũi với nhau cũng đỡ được. Đó, chứ còn chị có nhà chứ chị cũng mới cất nhà. Bây giờ chị kia kiếm ngày nào chị ước mơ chị có cái hả, là kiếm có cái nhà mặt tiền đường để chị mở quán, mở tiệm, chị bán để chị mở quán rồi chị bán á. À, chị muốn bán ở nhà, tại vì chị muốn bán mấy chục năm rồi. Vậy là giờ thay đổi cho bây giờ đó, thay muốn đổi. Bây giờ thay đổi ý kiến, như là quyết định là phải chọn căn nhà mặt tiền đúng không? Dạ. À, vậy là nhà trọ là không chịu đúng không? Chịu không? Chị mới chia sẻ thật lòng á. Nhà trọ, nhà trọ chịu không? Không. Không, đó chị đi cho quý anh hiểu. Dạ. Dạ. Dạ hai chị có chia sẻ gì thêm không ạ? Dạ. Giờ cũng không có biết chia sẻ gì thì cũng thôi, giờ cũng cảm ơn em Nghĩa và anh Phúc. Dạ. Cũng kết nối với chị với lại em đây. Dạ. Sớm ngày nào tốt thì mấy. Dạ. Làm dịp còn nói chương trình kết nối yêu thương là cũng xin thưa hai chị và mong hai chị hiểu giùm. Hai đứa em chỉ là làm cái dịp còn nói nho nhỏ thôi, còn để mà sau khi đăng video hình ảnh anh chị đó thì nếu mà mình có duyên thì mình tìm hiểu được cái anh nào đó, nếu mà cảm thấy hợp nhau thì tiến sâu hơn, còn cảm thấy mà không hợp nhau đó chị thì mình xem như là bạn bè chi kỷ hay là anh em đó, là người bạn của mình thôi. Dạ. Nên chị nha, chứ ở đây tụi em không có dám hứa một cái điều là đến với chương trình là sẽ tìm được một người đạt theo cái ý nguyện của mình, đến với chương trình sẽ là được hạnh phúc, điều đó em không dám hứa. Tại vì hạnh phúc hay không là phải do hai anh chị kìa. Tại vì đôi khi đó, ví dụ đi em thương một người đó thì cái người đó không thương em làm sao mà ai làm ai được. Người ta không thương mình có nói cách mấy đi nữa cũng đâu mang hạnh phúc anh chị. Dạ, đó đúng rồi. Nên là em cũng muốn bày tỏ bản thân của em để hai chị hiểu giùm cho em, để tránh cái trường hợp sau này họ đến với chương trình của ông Phúc sao mà mình muốn thương ông kia hay là gì đó, hay là anh kia, mà sao Phúc với Nghĩa nó không làm cho mình hạnh phúc em không làm được. Đúng. Em chỉ chúc mừng thôi. Dạ, nha. Dạ, còn đúng. Tìm hiểu quyết định là của hai chị đó. Hai dạ. Anh chị nha. Dạ. Dạ. Và một lần nữa video đến đây em xin tạm khép lại chương trình. Xin kính chúc quý khán giả xem video ngày mới an lành và hạnh phúc. Quý cô chú anh chị xem video cũng đừng quên bấm cho anh em xin một lượt like, đăng ký, chia sẻ để anh em có động lực ra nhiều video mới hơn gửi đến cô chú anh chị. Quý khán giả đến với chương trình kết nối yêu thương vui lòng đến địa chỉ quốc lộ 1A, chợ đầu mối Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi số điện thoại trên màn hình. Trong quá trình chia sẻ video có những gì sơ suất, em cũng mong quý cô chú anh chị để là phần comment góp ý anh em sẽ cố gắng ra những video chất lượng hơn, không phụ lòng mong bà của chú anh chị trong suốt cái thời gian vừa qua luôn đồng hành video anh em. Dạ xin chào và hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo ạ.